Với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này có sự tham gia của 81 đơn vị với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan đã trở thành ngày hội của những người làm báo phát thanh, vừa là dịp để tôn vinh những tác phẩm phát thanh xuất sắc, vừa là cơ hội để các nhà báo, biên tập viên, phóng viên giao lưu học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và 67 giải khuyến khích. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh có 3 tác phẩm tham gia và cả 3 tác phẩm đều đạt giải. Trong đó có 2 giải đồng với tác phẩm Công tư lẫn lộn thuộc thể loại phóng sự của nhóm tác giả Ngọc Khánh, Trọng Thái, Công Hoan, Hoàng Vũ, Lam Giang. Tác phẩm đã lật tẩy chiều móc núi giữa một số cán bộ y bác sĩ tại một số trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh với các phòng khám tư nhân để làm các xét nghiệm nhằm trục lợi bất chính, khiến nhiều hóa chất, sinh phẩm y tế tại các trung tâm y tế bị thất thoát. Tác phẩm Cam này cam nọ thuộc thể loại câu chuyện truyền thanh của nhóm tác giả Đặng Thắm, Hồng Thắm, Trường Giang, Kim Anh, Kiều Anh, Vương Quý, Minh Chiến. Từ việc nhiều lao động bị lừa sang Campuchia với lời mời gọi việc nhẹ lương cao, tác phẩm đã chuyển thể một cách khéo léo để người nghe thấy được các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân. Đối với tác phẩm Ra nước ngoài làm việc trái phép vì đâu nên nỗi của nhóm tác giả Dương Phương, Đào Hoa, Vương Quý, Lam Giang cũng phản ánh tình trạng nhiều người bị lừa sang Campuchia làm việc trái phép, gây ra nhiều hệ lụy, đã đạt giải khuyến khích. Mỗi kỳ liên hoan là dịp để nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước.